Hôm nay Di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video tháo lắp máy Samsung Galaxy S2 HD ở phiên bản Hàn Quốc mã E120, dành cho các bạn ở xa có nhu cầu tháo xem và đánh giá chất lượng phần cứng của Samsung S2 HD tại nhà. Đó, đây là trọn bộ linh kiện của Samsung Galaxy S2 HD tại di động cao cấp.vn đã tháo sẵn rồi. Khi khách hàng có những khi mà các bạn muốn lắp Samsung Galaxy S2 HD, các chỉ cần xem qua video này là các bạn có thể tháo lắp thành thục đó các linh kiện của Samsung Galaxy S2 HD. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cảm biến màn hình camera trước đó của Samsung Galaxy S2 HD. Nào. Samsung Galaxy S2 HD thì có thiết kế cấu tạo phần cứng rất là đơn giản, dễ sửa chữa. Các cái phần hay hỏng của Samsung Galaxy S2 HD đều đã được Samsung tối ưu hóa bằng các kết nối connect. Do đó quý khách hàng rất dễ sửa chữa nếu mà gặp các sự cố. Khi gặp các sự cố thì chúng ta có thể thay nóng được từng bộ phận rời riêng biệt mà không lo ảnh hưởng đến các cái bộ phận khác. Đó. Chúng ta chỉ cần khéo léo một chút là đã có thể lắp xong phần main của Samsung Galaxy S2 HD vào trên xương, chọn bộ xương của Samsung. Đó. Sau đó chúng ta cố định các chân connect. Đó. Ví dụ như đây là mình đang cố định connect cáp zoom và chân tai nghe, cáp màn hình, phím nguồn, phím âm lượng, đó. Chân anten, cáp anten, phím này là phím cáp chân connect của phím home phía trước. Đó, đây là cáp chân sạc mic dưới. Đó, vậy là chúng ta đã cố định xong. Khi chúng ta cố định xong các cái phần trên xương thì chúng ta bắt vít, nó chỉ duy nhất có một vít thôi. Chúng ta cố định cái vít này, này để khi rơi va đập thì phần mềm này không bị sập sạch chạy đi chạy lại ảnh hưởng đến chất lượng phần cứng. Đó. Sau đó chúng ta đến cái phần tiếp theo là phần xương. Khi chúng ta lắp vào chúng ta chú ý cái phím tăng giảm âm lượng rất hay bị tuột ra khi mà chúng ta tháo lắp máy. Khi lắp vào chúng ta phải để ý một chút. Đó. Không là rất là dễ bị rơi. Chúng ta cố định nó vào. Đó, chúng ta cố định lại. Đó, chúng ta cố định nó lại để nó khỏi bị tung ra. Không tung ra là rất khó. Đó, khi đã cố định rồi thì chúng ta cả bảng main này chúng ta úp ngược vào. Nhớ chú ý phần trên đầu, phần trên tai nghe chúng ta cắm một cái lỗ này. Đó, sau đó là ấn. Ấn đều các phía. Khi mà các cái hàm, các khớp đã chặt rồi thì chúng ta dùng pin, chúng ta lắp pin và chúng ta thử. Đó, thử xem nó có lên không. Khi nào mà máy nó rung một cái logo khởi động như này là đã xong, máy của chúng ta đã được khởi động xong. Đó, rất là đơn giản. Là đã lên màn hình, đã lên xong. Sau đó chúng ta cố định cái ốc còn lại của máy. Ta lưu ý là chúng ta phải test màn hình lên ok, sau đó chúng ta mới lắp các cái ốc vào. Chứ không khi mà chúng ta không kiểm tra cẩn thận chúng ta lắp vào rất là dễ gây phải làm lại từ đầu, phải tháo ốc ra. Đấy, rất là mệt.
nhất là chúng ta kiểm tra cẩn thận trước, sau đó mới gia cố cố định các cái phần còn lại. Đó, mình đã lắp xong tất cả các phím của Samsung Galaxy S2 HD. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng cũng như phần mềm của Samsung Galaxy S2 HD nói riêng và tất cả các dòng Samsung nói chung đều đã có sẵn phương án sửa chữa cũng như là linh phụ kiện thay mới tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay. Khi quý khách cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 750 999 hoặc truy cập website www.di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.